Park Seo-joon, Park Min-young lộ hiên hẹn hò vì một hành động phân biệt đối xử của nhà trai. Park Seo-joon nổi tiếng là nam thần có phản ứng hóa học đỉnh cao với các bạn diễn nữ. Mỗi khi phim đóng máy, Park Seo-joon cùng nữ chính lại được đông đảo fan khắp nơi đẩy thuyền nhiệt tình. Trong số các cặp đôi màn ảnh của nam diễn viên, nổi tiếng nhất chắc chắn là con thuyền Park Seo-joon, Park Min-young. Dù được đồn đại là đang hẹn hò và lộ hàng loạt hình nhưng cả hai vẫn chối đầy đẩy. Mới đây, các fan bất ngờ đào lại khoảnh khắc tại họp báo của Park Seo-joon với hai nữ chính trong hai bộ phim đình đám Thư ký Kim Sao Thế và Itaewon Class. Nếu để ý kỹ và so sánh, ai cũng có thể nhìn thấy hành động của nam tài tử với Park Min-young và Kim Da-hee có sự khác biệt rõ ràng. Park Seo-joon tự nhiên đưa tay ra để Park Min-young khoác, cử chỉ vô cùng thoải mái và chủ động. Tuy vậy, khi sánh đôi bên Kim Da-mi tại sự kiện họp báo Itaewon Class, anh lại để lộ sự căng thẳng, đứng giữa kẻ bên bàn diễn nữ, chắp tay sau lưng, không hề có cử chỉ thân thiết như với Park Min-young. Rất nhiều dân mạng càng thêm vững tin vào con thuyền Park Seo-joon, Park Min-young. Họ tin rằng cả hai nhất định có gì đó với nhau. Tuy nhiên, một số netizen vẫn đánh giá đây vốn chỉ là hành động nhỏ diễn ra trong họp báo và không thể dùng để kết luận về thái độ của Park Seo-joon với hai mỹ nhân xinh đẹp. Trước đó, Kenneth đã nhiều lần xôn xao trước hàng loạt hình hẹn hò của Park Seo-joon với Park Min-young. Dù hai diễn viên đã nhiều lần phủ nhận, nhưng đông đảo fan vẫn cho rằng cặp đôi thư ký Kim Sao Thế đang thực sự yêu đương ngoài đời. Chỉ cách đây ít ngày, các fan đã soi được bằng chứng hẹn hò đáng nghi trong ảnh của Park Min-young. Trong bức ảnh, nữ diễn viên đăng tải ngày 3 tháng 5, netizen đã phát hiện ra góc dưới tấm ảnh có một người đàn ông ngồi cạnh nữ diễn viên. Màu sắc, chất liệu của chiếc quần lại giống hệt với hình ảnh quảng cáo của Park Seo-joon được thương hiệu thời trang tung ra vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chỉ là một chiếc quần thì không thể chắc chắn người ngồi bên cạnh Park Min-young là Park Seo-joon. Ai cũng có thể mặc chiếc quần giống y như vậy, không chỉ mình tài tử Itaewon Class. Dù vậy, điều này cũng đủ khiến shipper của các cặp đôi phát sốt và thêm tin tưởng rằng cặp song Park vẫn đang hẹn hò hạnh phúc cùng nhau. Trước sự tích chiếc quân, Park Seo-joon và Park Min-young còn bị soi ảnh hẹn hò vì một chiếc ly. Trong bức ảnh mà Park Min-young đăng lên Instagram cá nhân, netizen đã zoom kỹ lên và phát hiện bóng của một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc đồ đen và đang tay vào nhau trong chiếc ly trước mặt nữ diễn viên. Đáng nói, chiếc bóng trong ly giống Park Seo-joon đến kỳ lạ, khiến dân tình nghi ngờ đây là ảnh chụp từ buổi hẹn hò của cặp đôi. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đó có thể chỉ là sự trùng hợp. Người đeo khẩu trang chưa chắc đã là tài tử Itaewon Class bởi vì chất lượng hình ảnh phản chiếu trong chiếc ly không đến mức rõ ràng để có thể khẳng định nhân vật này là Park Seo-joon. Rõ ràng, các fan của cặp đôi thường xuyên nghi bóng nghi gió nên mới có những pha soi mói đi vào lòng đất thế này. Dù đã phát sóng được 3 năm nhưng bộ phim Thư ký Kim Sao Thế vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm, yêu quý của dân mạng. Thậm chí, cảnh dừng chiếu của nam nữ vẫn tăng view đều đều mỗi ngày, đến nay đã cán mốc 330 triệu lượt xem, khiến dân tình không thể tin nổi. Phản ứng hóa học và sự tương tác giữa hai diễn viên chính rất chân thật, tạo cảm xúc cho người xem. Đồng thời, nét đẹp hình thể của Park Seo-joon và Park Min-young thực sự là điểm nhấn nóng bỏng cho trích đoạn trên. Đây có thể coi là cảnh phim kinh điển trong làng truyền hình xứ Hàn mỗi khi khán giả nhắc đến những cặp đôi có phản ứng hóa học tốt trên màn ảnh.